hôm nay tôi hướng dẫn về cái kỹ thuật về chim bố mẹ ấp trong thời gian này. Các bạn chú ý, chim bố mẹ đang ấp, trong thời gian đang ấp này thì chúng ta chú ý không nên bỏ thức ăn dinh dưỡng. Thứ nhất là chúng ta cho thức ăn chim bình thường, các chất dinh dưỡng cám 50%, còn là lúa, bắp. Trong thời gian này chúng ta cho ăn chim bố mẹ ăn tốt, mục đích để cho chim bố mẹ tạo trứng, cổ trứng ở trong cơ thể. Trước khi chim bố mẹ nuôi con, trong thời gian nuôi con thì chim bố mẹ rất là vất vả và hao tốn về năng lượng. Chính điều này mà chúng ta cần phải bồi dưỡng thức ăn cũng như là các vitamin cho chim bố mẹ trong thời gian đang ấp. Trong thời gian đang ấp này, trứng nó định tạo ra bộ trứng ổn định cho những lứa sau.